Chào mừng các bạn quay trở lại với Mr. Zero, mình là Thảo Hoàng. 10 sát thủ nguy hiểm nhất thế giới thập kỷ qua, Ronaldo, siêu sao tiền đạo người Bồ Đào Nha lập kỷ lục với 555 bàn thắng trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia thập kỷ này. CR7 được xem là tượng đài tại Real Madrid, góp công vào 3 tổ chức vô địch Champions League liên tiếp của Los Blancos. Messi, siêu sao người Argentina được phần đông giới chuyên môn bình chọn là cầu thủ hay nhất một thập kỷ qua. MU sở hữu 7 La Liga, 5 cúp Ba Đô Rey và 2 cúp C1, một siêu cúp châu Âu, một FIFA Club World Cup. Vậy thứ tự của danh sách những sát thủ nguy hiểm nhất thế giới sẽ như thế nào? Hãy cùng Mr. Zero xem qua clip dưới đây nhé! Và đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng mình. Xin chào! Người ta ước tính toàn thế giới có khoảng 250 triệu cầu thủ bóng đá. Tuy nhiên, để trở thành một cầu thủ nổi tiếng thì ít ai có thể đạt được. Những tên tuổi đó đã và đang khuấy đảo cả nền bóng đá bằng những siêu phẩm và thành tích tuyệt vời. Đồng thời, họ cũng là những cây săn bàn hàng đầu trong làng túc cầu thế giới xuyên suốt một thập kỷ qua. Chúng ta hãy cùng điểm qua top 10 những sát thủ nguy hiểm nhất trên sân cỏ trong giai đoạn 2010-2019 để xem có những ai trong danh sách này nhé. Karim Benzema. Benzema được xem là một siêu tiền đạo kỳ lạ, thuộc mẫu tiền đạo toàn diện của bóng đá thế giới hiện đại. Một cầu thủ tài năng, có thừa mà sự phập phù cũng không thiếu. Một số 9 có thể chơi rộng, làm tường, kiến tạo. Như có người đã từng nhận xét, anh là một con mèo lười mang trái tim, móng vuốt và khối óc của sư tử. Hơn 10 năm trước, Benzema gia nhập Real Madrid từ Lyon. Chân sút người Pháp đã là một phần không thể thiếu trong đội hình của Real Madrid. Trong quá khứ, Benzema bị lu mờ tài năng bởi việc phải chơi lùi sâu hỗ trợ cho Ronaldo. Từ mùa giải trước, sau khi Cristiano Ronaldo quyết định chuyển tới đầu quân cho Juventus, bên Ú trở thành trung tâm trên hàng công của Real và phát huy khả năng làm bàn hơn nữa. Tính đến hết 2019, Benzema đã có 232 bàn thắng sau 470 lượt trận. Hiện anh đang trải qua mùa giải thứ 10 liên tiếp ghi được ít nhất 12 bàn trở lên. Gonzalo Higuain. Xếp vị trí thứ 9 là Gonzalo Higuain. Từ Gonzalo trong cái tên của Higuain nghĩa là thiên tài chiến đấu, và tình cờ sự nghiệp của cầu thủ người Argentina cũng gắn liền với những trận chiến. Higuain được đánh giá là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất so với nhóm cầu thủ cùng trang lứa. Anh được biết đến với khả năng chơi bóng ấn tượng, tạo ra các cơ hội và khả năng dứt điểm chính xác trong vòng cấm. Higuain cũng thực hiện những kỹ thuật điêu luyện, có khả năng kiểm soát bóng tốt và phối hợp tốt với đồng đội. Những pha di chuyển thông minh của tiền đạo mẫu cán này tạo nên mối đe dọa lớn trong những pha phản công nhanh, đồng thời tạo ra những khoảng trống cho đồng đội. Lối chơi của Higuain từng được so sánh với Hernan Crespo và Gabriel Batistuta, huyền thoại một thời của Argentina. Mặc dù vấp phải những chỉ trích bởi phong độ tồi tệ trong những trận đấu quan trọng, bị các cổ động viên gọi là chân gỗ, nhưng chàng tiền đạo này vẫn chiếm một vị trí trong top những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina với con số bàn thắng ấn tượng. Suốt 10 năm qua, Higuain tổng cộng đã tung lưới đối phương 240 lần trong 457 lần ra sân. 8. Pierre-Emerick Aubameyang. Ở thời điểm hiện tại, Aubameyang là một trong những tiền đạo hoàn hảo và đáng sợ nhất thế giới. Điều đó không có gì phải bàn cãi. Anh sở hữu tốc độ kinh hồn mà ít ai đạt được, sức mạnh và sự dẻo dai vốn có như một con báo đen châu Phi đích thực. Ngoài ra, sự nhạy bén và bản năng săn bàn sát thủ cũng là một thứ vũ khí giúp Aubameyang trở nên đáng sợ trong khu vực 16-50 của đội bóng. Điều đó biến anh trở thành tiền đạo mà bất cứ vị huấn luyện viên nào cũng muốn có được trên hàng công của đội mình. Trong một thập kỷ qua, tiền đạo người Gabon đã tham gia 407 trận đấu và mang về cho mình 241 bàn thắng. Đồng thời, anh còn là cầu thủ châu Phi duy nhất xưa nay giành ngôi vua phá lưới ở hai giải đấu hàng đầu châu Âu khác nhau, Bundesliga, Premier League.
Mới đây, Zlatan Ibrahimovic ghi danh vào lịch sử khi trở thành cầu thủ dưới 40 tuổi đầu tiên của bóng đá thế giới, ghi bàn trong 4 thập niên liên tiếp. Với những người bóng đá, cái tên Zlatan Ibrahimovic đã trở nên quá đỗi quen thuộc khi anh từng thi đấu cho hàng loạt những đội bóng nổi tiếng khắp thế giới như Ajax, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain, MU và hiện tại là AC Milan. Chỉ những cái tên đội bóng ấy thôi cũng đủ để nói lên đẳng cấp của siêu tiền đạo mà bóng đá Thụy Điển sản sinh. Anh có lối đá hiệu quả và kỹ năng dứt điểm cực kỳ thượng thừa. Người ta thường biết đến anh với những siêu phẩm để đời của mình khi ghi bàn bằng những kỹ thuật trong bộ môn võ thuật karate. Ở đội bóng nào đi chăng nữa, thi đấu ở Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha, Pháp hay Anh, Zlatan Ibrahimovic đều chứng tỏ được khả năng săn bàn của mình và trở thành một trong những cầu thủ đạt được nhiều danh hiệu nhất cấp độ câu lạc bộ ở châu Âu. 10 năm nay, Ibra có tổng cộng 342 lần ra sân và ghi đến 251 bàn thắng. 6. Sergio Aguero. Sergio Aguero được xem là một trong số những chân sút nước ngoài hay nhất từng chơi tại Premier League, sở hữu một kỹ thuật xử lý bóng siêu hạng. Đặc biệt trong phạm vi hẹp, cầu thủ người Argentina đang có mùa thứ 9 và là một huyền thoại sống của Man City khi là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử sân Etihad, đã mang về cho Citizen rất nhiều danh hiệu quốc nội, trong đó có 4 cúp bạc Premier League. Ở tuổi 31, Ancun đã tự điền tên mình vào ngôi đền huyền thoại Premier League khi săn bàn kỷ lục của đứa con thần gió Thierry Henry, giúp anh trở thành chân sút nước ngoài có nhiều bàn thắng nhất cho một câu lạc bộ của anh. 430 trận đấu và 280 lần dứt điểm thành bàn là con số mà Ancun đạt được trong 10 năm qua. Năm, Luis Suarez. Xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng này là Luis Suarez. Luis Suarez có lẽ là một trong những cái tên chiếm được nhiều cảm tình nhất của các cổ động viên Liverpool. Ngôi sao này từng là sát thủ số 1 của sân Anfield, đem đến biết bao cảm xúc cho các cổ động viên khi anh ghi bàn, kiến tạo và gồng gánh cho các đồng đội. Có thể nói, Luis Suarez là một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử The Cop khi đóng góp cho Liverpool tới 82 bàn thắng sau 133 lần ra sân. Khi chuyển sang khoác áo Barcelona, Luis Suarez cùng với Lionel Messi, hai người bạn hiểu nhau đến từng chi tiết, đã được ví như là tay trống chơi bên cạnh một nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại. Nhất là ở La Liga mùa trước, trong hơn 50% số bàn thắng hai người đóng góp cho Barca, có đến 24,6% là thuộc về Suarez. Tuy dạo gần đây, phong độ của anh đang đi xuống một cách trông thấy, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì với con số 303 bàn thắng trong 445 trận. Tiền đạo 32 tuổi này hoàn toàn có thể chiếm một vị trí trong bảng sát thủ hàng đầu châu Âu xuyên suốt 10 năm qua. 4. Edinson Cavani. Vị trí thứ 4 thuộc về Edinson Cavani. Anh có lối chơi dũng mãnh và đầy năng lượng. Phong cách thi đấu của Cavani khiến người xem có cảm giác như là sự pha trộn của hai tên tuổi Hanna Crespo và Christian Vieri. Cavani được xem là mẫu tiền đạo hiện đại khi sở hữu tốc độ, mạnh mẽ, tận dụng tốt cơ hội với kỹ thuật xuất sắc. Đồng thời anh có khả năng ghi những bàn thắng ấn tượng cả bằng đầu lẫn đôi chân và cũng được xem là một chuyên gia đá phạt. Tiền đạo người Uruguay đích thực là một sát thủ trong vòng cấm với 309 cú dứt điểm thành công sau 447 trận đấu. 3. Robert Lewandowski. Có lẽ việc phải thi đấu ở Bundesliga khiến truyền thông không quá chú trọng đến Lewandowski. Tuy nhiên, cựu sao Borussia Dortmund là cây săn bàn hàng đầu với khả năng dứt điểm đa dạng và đầy hiệu quả. Xét kỹ về chuyên môn, Lewandowski không có sở trường rõ rệt nào, nhưng đấy chính là chỗ nguy hiểm khi không thể bắt bài ngăn cản anh. Thống kê lại những pha ghi bàn của Lewandowski, giới chuyên môn đành nản chí vì không rút ra được sự lặp lại đáng chú ý nào, nghĩa là kiểu ghi bàn nào cũng có, từ tình huống, lối chơi cho đến kỹ thuật. Sở dĩ Lewandowski dường như không có sở trường là vì điều gì anh làm cũng tốt. Và cầu thủ người Ba Lan đã có 324 lần chọc thủng lưới đội bạn sau 454 trận đấu trong 10 năm qua.
2. Cristiano Ronaldo. Với Cristiano Ronaldo, có lẽ không cần quá nhiều lời dành cho một trong những tên tuổi đã trở thành tượng đài trong lòng người hâm mộ. Siêu tiền đạo người Bồ Đào Nha lập kỷ lục với 477 bàn thắng sau 489 trận thi đấu ở thập kỷ này, được xem là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của CR7. Messi mới đây vừa dành những lời có cánh khi nói về phong độ ghi bàn của Ronaldo. Ronaldo là một cỗ máy săn bàn thực sự, trận nào anh ấy cũng có thể phá lưới đối thủ. Tôi thấy Ronaldo có bản năng của một tiền đạo hàng đầu và khả năng chơi bóng của anh ấy càng ngày càng hoàn thiện. Lionel Messi. Lionel Messi. Và dĩ nhiên cái tên cuối cùng trong danh sách này không còn ai khác ngoài Lionel Messi. Siêu sao người Argentina đã được phần đông giới chuyên môn bình chọn là cầu thủ hay nhất một thập kỷ qua. Messi luôn đem lại cảm giác ngất ngây cho người hâm mộ, không chỉ qua những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật mà còn là những cú dứt điểm chuẩn xác đến từng cm. M10 đã ghi 522 bàn sau 521 trận, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi anh trở thành cầu thủ có nhiều pha lập công nhất trong 10 năm nay. Vừa rồi là top 10 những sát thủ nguy hiểm nhất thế giới trong thập kỷ qua, theo dữ liệu được tổng kết từ trang web của sàn chuyển nhượng quốc tế. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.